Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với talk show của Tuyền Văn Hóa với những câu chuyện rất nóng hổi liên quan đến những tin tức bóng đá quốc tế. Và bây giờ thì đây, tôi đang cùng với anh Phát, hai anh em ngày hôm nay đang ở hai khu vực khá là xa nhau, cách nhau khoảng vài chục nghìn km anh em ạ. Nên là phải sử dụng một cái thiết bị online để trò chuyện với mọi người, đặc biệt là những thông tin chuyển nhượng. Thưa quý vị, anh Phát, cái thông tin mà có lẽ rằng sôi sục nhất trong 24 đến 36 tiếng vừa rồi liên quan đến thị trường chuyển nhượng có lẽ là Luka Modric. Đúng rồi. Đúng không? Luka Modric đến Bekamex Bình Dương. Vâng. Cứ nghĩ đến cái cảnh mà Modric chọc khe rồi Tiến Linh lốp bóng, anh thấy cũng kinh khủng đấy. Vâng, hoặc là cái quả mà Modric mà Chivela xong là Tiến Linh đệm bóng. Rồi. Đấy, kiểu đấy. Kiểu thế đúng không? Thì cái thông tin đầu tiên thì về trường hợp của Modric thì anh cũng vừa ký thêm một năm với Real, có nghĩa là đến năm 2025, một năm đó mọi người nhá. Và thời điểm gần nhất thì Bình Dương cũng đã bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Tuấn là cựu huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam làm huấn luyện viên trưởng ở mùa giải tới. Thì huấn luyện viên Hoàng Tuấn cũng đã có những chia sẻ rất đáng chú ý anh Phát. Đầu tiên chúng ta chưa nói việc về Modric vội, nhưng mà huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã mang về những nhân sự phải nói rằng rất mới mẻ. Em nghĩ rằng đấy là một cái sự thay đổi tư duy rất là lớn, mang về những nhân sự ở châu Âu. Cụ thể ở đây là giám đốc kỹ thuật là ông Gede, một người mà đã từng làm giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và của câu lạc bộ Thành Công Viettel và cũng đã rất hiểu bóng đá Việt Nam. Đấy là điều đầu tiên. Thứ hai nữa là huấn luyện viên thể lực. Đây này, em vẫn có rất nhiều bạn vẫn đang nhắn là Modric có về thật không anh này. Đấy, thì xin phép anh em là chúng tôi xin phép sẽ trả lời ở cái talk show này luôn, anh em không phải nhắn tin làm gì cả nhá. Đấy thì cái vấn đề thứ hai nữa là ông ấy mang về thêm chuyên gia vật lý trị liệu và huấn luyện viên thể lực. Đây là những cái mà em nghĩ Việt Nam rất cần này. Đúng rồi, Việt Nam nghĩ là đang rất 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 là thiếu những cái huấn luyện viên này, tại vì chúng ta là chưa có những huấn luyện viên chuyên trách ở câu lạc bộ về vấn đề này, mà thường anh thấy chỉ có khi mà lên tuyển mới có thôi. Đấy, thì chúng ta cũng cần phải đồng bộ, tức là khi mà chúng ta sử dụng một cái hệ thống với một tiêu chuẩn cao và khoa học ấy, thì chúng ta cũng cần những con người mà họ tức là họ được đào tạo một cách bài bản về cái lĩnh vực đấy mọi người nhé, chuyên sâu. Đấy thì những chuyên gia vật lý trị liệu ở nước ngoài ấy, chúng ta đều biết được là họ đóng vai trò rất quan trọng. Anh em cứ nhìn những đội bóng như Real Madrid chẳng phải đâu xa, một cầu thủ của họ có hồi phục tốt hay không thì nhiệm vụ rất quan trọng, bởi vì sau những trận đấu với cường độ cực kỳ cao, đúng rồi, cái cơ ở trên người của họ chắc chắn sẽ rất là mệt mỏi. Vậy thì cái nhiệm vụ của đội ngũ vật lý trị liệu là gì? Luôn luôn phải chăm sóc, take care cao thủ để làm sao họ trở lại và hồi phục nhanh nhất, đúng không? Đúng rồi, tại và vì cái vấn đề thể lực là cái vấn đề. Có những tuần mà họ đá rất là căng, tuần đá có thể đấy, đến 3 trận liền đấy. Và cái vấn đề thể lực nữa, vấn đề thể lực với châu Âu họ đề cao, và với Việt Nam chúng ta thì chúng ta chưa thực sự quan tâm một cách bài bản. Đúng rồi. Chưa thực sự quan tâm một cách tỉ mỉ ở cấp độ câu lạc bộ anh ạ. Đúng rồi. Thì đấy là ekip mà huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã hiện tại là đã mang về câu lạc bộ Bình Dương cho một cái triều đại của ông tại đây. Thì và gần nhất thì huấn luyện viên Hoàng Tuấn cũng đã phát biểu rồi là ông, nếu mà bảo ông mơ ước thì ông mơ ước mang Luka Modric về. Ông cho rằng là một cầu thủ tuổi như Modric ở Real có thể là vẫn dự bị thôi và không được đá thường xuyên như mùa vừa rồi, nhưng về V-League thì chắc chắn câu chuyện sẽ rất khác. Thì đầu tiên anh luôn. Phát đấy thậm chí trụ cột đúng rõ ràng luôn, rõ ràng luôn. Tại vì cái trình độ của đẳng cấp của Modric thì đã được chứng minh rồi, không cần phải nói nhiều nữa. Đấy. Anh Phát, anh đánh giá như nào về cái tính khả thi của thương vụ này? Nếu như chúng ta xét về mặt nghĩa đen là Bình Dương muốn mua Modric. Nếu như mà Modric mà sang năm là hết hợp đồng với Real này, mà anh nghĩ đến chuyện đó là về gọi là một giải đấu nào đấy để dưỡng già, thì anh nghĩ là nếu mà về Việt Nam thì nó là một cái gọi là bom tấn chứ không phải dưỡng già nữa, một bom tấn mà nó thúc đẩy cả nền bóng đá Việt Nam lên nữa. Tại vì là khi mà Modric đến Việt Nam thi đấu thì cái đầu tiên là khán giả sẽ đến xem rất là đông. Anh nghĩ là sẽ sân Bình Dương rồi, tất cả sân mà Modric đến thi đấu thì sẽ full khán giả, không còn một chỗ trống. Đấy, cái hiệu ứng Modric mang lại nó phải gọi là tuyệt vời. Và cái thứ hai là cái nền bóng đá Việt Nam cũng được thế giới biết đến nhiều hơn. Và cái thứ ba là có lẽ là sẽ có nhiều câu lạc bộ khác cũng sẽ đầu tư và mang về những cầu thủ có tiếng như là Modric. Và tính khả thi anh nghĩ là biết đâu được ấy, có thể khoảng 20-30% thôi, nhưng mà biết đâu lại rơi vào cái phần trăm đấy. Vâng, và người ta cũng đã tính nhanh, nếu mà mua lại hợp đồng của Modric thì đâu đó và rất nhiều các chi phí khác thì ít nhất phải có gọi là đâu đó khoảng 500 tỷ đi phải, 500 tỷ. Đấy, còn đương nhiên khi mà chúng ta đã tính đến việc là sở hữu Modric đá một mùa đi thì chắc chắn con số nó phải là vài nghìn tỷ.
vài nghìn tỷ cho đến cả vài chục nghìn tỷ thì cũng có luôn. Nếu mà trong trường hợp mà đó là một bảo đồng mà thực sự là Modric gắn bó lâu dài với câu lạc bộ và sẽ đồng hành với câu lạc bộ với cái vai trò là một cầu thủ trụ cột, là hình ảnh của câu lạc bộ, đúng không anh? Nghe vài chục nghìn tỷ nghe to nhỉ? Quá là dã man luôn, to quá. Đấy thì thực ra mà nói nhá, nếu mà xét về khía cạnh tài chính ấy, thì Việt Nam chúng ta có các doanh nghiệp có thể chi con số hàng nghìn tỷ, có thể chi con số hàng nghìn tỷ. Nhưng cái vấn đề là người ta đặt ra bây giờ ấy, nó không hoàn toàn là việc là mang về một cầu thủ cụ thể như Modric, mà là chúng ta cần phải làm thế nào để những cầu thủ như Modric có thể về Việt Nam và họ đặt niềm tin vào giải đấu của chúng ta, đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Thì cái việc mà huấn luyện viên Hoàng Tuấn set up một cái ekip chuẩn châu Âu ấy, thì em nghĩ rằng đấy là một cái bước đi, một trong các bước đi của thị trường. Rồi thì cái sự thay đổi về cơ sở vật chất. Bây giờ chúng ta không thể nào mà bảo Luka Modric đến tập một cái sân mà nó mấp ma mấp mô được, đúng không anh? Chính xác. Và một không cái đấy, hệ thống phòng gym nó nhìn nó đơn sơ thì Đức đương nhiên là không được. Modric đã đến đây thì anh ta phải cần có một cái chế độ và cái điều kiện tập luyện đạt tiêu chuẩn. Đúng rồi. Đấy, đạt tiêu chuẩn. Và còn chưa kể nhá, Modric thì là một cầu thủ mà cũng cần phải có một môi trường tốt để con cái anh ta có thể học tập và vợ anh ta có thể đến đây để có thể sinh sống, đúng không anh? Thì những cái điều kiện đấy là những điều kiện mà chúng ta cần phải sâu ra để những cầu thủ như Modric có thể thấy được. Thì với em ấy, thì em vẫn quan điểm là cái thông điệp của huấn luyện viên Hoàng Tuấn thì không hẳn là việc là chúng ta hiểu theo nghĩa đen theo kiểu là mình bỏ một đống tiền ra để mua Modric về. Đấy, giống như trường hợp kiểu Danny Sơn, thực ra là đỏ bỏ một đống tiền ra và mang anh ta về và đá đúng một trận. Đúng một trận đi luôn. Trận luôn. Vậy và chủ động xin thanh lý hợp đồng, thì cái đấy nó cũng, mình nghĩ rằng là nó cũng là một cái cú hích truyền thông rất là lớn. Cú hích truyền thông. Đấy, còn huấn luyện viên Hoàng Tuấn cũng đã nhắc đến là việc chiêu mộ Modric ngoài yếu tố chuyên môn thì nó mang động lực và thúc đẩy nền bóng đá Việt Nam. Đúng không? Thế lên phát chia sẻ. Đúng không? Rõ ràng là những cầu thủ khác họ sẽ đặt ra câu hỏi tại sao của ông vàng. Luka Modric đã giành cuộc tinh doanh của ông vàng. Đúng rồi. Vô địch Champions League thì quá nhiều rồi. Một cầu thủ phải nói rằng là huyền thoại. Đúng rồi, huyền thoại. Tại sao lại lựa chọn đến Việt Nam? Chính xác. Cái đấy sẽ là cái mà để chúng ta làm cơ sở để có thể chiêu mộ những cầu thủ khác. Và đương nhiên khi Modric mà đến đây anh cảm thấy cuộc sống tốt đẹp, đúng không ạ? Đương nhiên nếu mà nói về ăn uống nhá. Rẻ. Thì nói chung là top 1 thế giới rồi. Ngon. Đồ ăn ngon và top 1. Đấy, nghiện luôn. Thứ hai nữa mà môi trường sống chúng ta thấy rằng an toàn. Ở Việt Nam an toàn à? Wow, quá an toàn. Siêu an toàn. Chia sẻ với anh Phát và mọi người là gì? Luka Modric có một cái câu chuyện quá khứ là lớn lên trong những cái làn đạn. Trong những cái cuộc đấu nhau của người đọ người kia. Tức là cảm giác như là không biết ngày mai có sống được không ấy. Luka Modric đã từng sống trong môi trường như vậy. Tức là rất ngày là lo lắng đấy, đúng không? Rất lo lắng và ngày nào dậy sáng dậy cái tiếng đầu tiên không phải tiếng gà gáy giống anh em mình mà là tiếng đạn. Đấy, và nếu như đến một môi trường mà an toàn như Việt Nam thì đấy cũng là em nghĩ đấy là một điểm cộng nhá. Về mặt đúng môi trường sống. Điểm cộng luôn đi nữa. Và về mặt ăn uống. Điểm cộng. Ăn uống anh thật châu Âu nhìn thì có vẻ ngon mắt thôi chứ còn ăn vào thì làm sao bằng đồ ăn Việt Nam. Đấy. Thật đẹp luôn. Phát đã trải nghiệm đồ ăn ở Đức rồi đúng không? Nói chung là nhìn thì đẹp. Đấy. Nhìn đồ ăn thì okay đấy. Ngon đâu. Ăn tí là ngấy luôn. Thế thì đấy là hai cái điểm cộng để Modric có thể đến Việt Nam. Và cái điểm cộng cuối cùng cũng là quan trọng nhất. Đương nhiên đúng vấn rồi. Đề chuyên môn, cơ sở vật chất, rồi cái mức độ cạnh tranh, rồi thì các cái giải đấu này thì chúng ta cần phải cải thiện nhiều thứ. Anh em đều biết đúng sân bãi này, phòng thay đồ này, cơ sở vật chất, phòng tập luyện, phòng tập gym, bể hồi phục, rồi thì sân tập. Thì nhiều lắm. Nhiều, đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ rằng huấn luyện viên Hoàng Tuấn muốn nói đến cái đấy nhiều hơn qua cái thông điệp là chiêu mộ những cầu thủ như Modric. Chúng ta phải phát triển từ chúng ta trước đã. Đúng chúng rồi, ta phải đảm bảo cái điều đó đã. Và chúng ta phải bỏ được cái kiểu đá theo kiểu chém đinh chặt sắt. Chứ bây giờ chính mà xác. Cụ về đây để nói dưỡng già thì cũng đúng, đúng không? Đương nhiên đúng cụ vẫn sẽ đá nhiều, nhưng mà về mà được 2-3 trận mà cụ lại gặp vấn đề gọi là xin cái ông đồng với cả đấy, các ông lại xin cái đùi non với cả làm tí cổ chân của cụ thì hỏng rồi. Thì cái ấn tượng đấy nó sẽ khiến cho chính Modric có một trải nghiệm không vui. Và đương nhiên chính thì cái đấy thì anh ta sẽ chia sẻ với người khác, là những người bạn với cả. Và những cái đấy không cần chia sẻ mà người ta có thể xem qua clip, người ta có thể thấy được rồi. Đấy. Thì đấy là cái thương vụ của Luka Modric, thì chúng tôi muốn chia sẻ với anh em là cái thông điệp sâu xa của Hoàng Tuấn là như vậy. Chứ còn
nói thật với anh em, bây giờ mà bảo tự nhiên bỏ tiền ra mua Modric, Modric biết mình là ai đâu. Chính xác. Có tiền rồi chứ chắc là mua được. Đấy, có tiền chưa chắc đã mua được. Chúng ta còn có phải có rất nhiều con đường khác nhau để có tiếp cận, từ mối quan hệ này, thậm chí là từ vấn đề hợp tác này. Rồi có thể là vấn đề ví dụ như là quen biết doanh nghiệp nọ, doanh nghiệp kia, thì chúng ta móc nối. Đấy thì chúng ta mới có được cơ hội để làm việc với cả ekip của họ. Chứ còn nói thật bây giờ để mà hẹn gặp người đại diện, mình cũng đã từng gặp và làm việc với một số người đại diện rồi, thì không đơn giản một tí nào mọi người ạ. Để xin họ 30 phút trình bày thôi, có khi nói 10 phút họ đã bảo thôi dừng, tôi không hứng thú, thì cũng chịu đúng không anh? Đấy, đúng thì rồi, bởi vì người ta cái tầm người ta rất là cao rồi. Thì cái câu chuyện chúng tôi muốn đề cập ở đây là cái nội tại của bóng đá Việt Nam ấy, cần phải thay đổi, và điều đó chính là một trong những cái sức hút để thu hút những cầu thủ đến đây. Đấy, ngoài việc như tôi đã chia sẻ là môi trường sống này, ăn uống này và những điều kiện khác này, khán giả cuồng nhiệt. Nói thật, Modric đến đây vui luôn, bởi vì khán giả quá cuồng nhiệt. Chính xác, đấy. Khán giả Việt Nam thì anh phải công nhận là một trong những khán giả cuồng nhiệt nhất trên thế giới. Đấy, mà khán giả đầy ắp, nói gì nói nha, với một cầu thủ như Modric anh chả thiếu gì cả. Tiền không thiếu, danh hiệu câu lạc bộ này quá no nê rồi. Quá thường. Đội tuyển thì anh cũng chưa, đương nhiên ở đội tuyển anh chưa có Euro hay World Cup, nhưng đúng rồi. Nhưng cũng anh là khá là thành công rồi. Đã vào đến chung kết World Cup rồi. Đúng rồi. Đấy, và anh cũng đã có quả bóng vàng. Thì cái Modric cần có lẽ là cái việc mà cảm hứng mà mọi người truyền cho anh từ khán giả. Thì cái đấy ở Việt Nam thì lại quá nhiều, thậm chí tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Thì đấy là cái thương vụ này thì chúng tôi muốn nhấn mạnh điều đấy, và chúng tôi cũng mong điều đấy nhé. Chúng tôi những người đang hoạt động trong lĩnh vực bóng đá cũng mong là Việt Nam sẽ có sự thay ra đổi thịt từng tí một từ bên trong ra bên ngoài. Thì đó là cái thương vụ của Modric. Chúng tôi xin phép chia sẻ góc nhìn cá nhân là như vậy. Có một cái thương vụ nữa gần đây với fan MU là tương đối xôn xao, anh Phát. Đó là Sancho. Anh tưởng Sancho là ở lại MU rồi mà, chốt rồi mà, làm lành nhau rồi mà. Tức là Sancho thì sau khi hết hợp đồng cho mượn ở Dortmund là đã trở về MU tập luyện. Và theo em hiểu là Ten Hag cũng đã phát biểu công khai trước truyền thông là hai bên đã làm lành. À, ba tay ba chân nhau, ôm nhau rồi đấy. Ba chân rồi, ăn lẩu ăn liếc rồi. Đấy, chắc là cũng gọi là làm tí xin đồ lũ mạch rồi. Thì okay. Phát biểu là MU cần những cầu thủ tài năng, và Sancho là một trong số đó. Đấy, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông đã điền tên cái ông này vào kế hoạch của mình rồi. Đúng rồi. Hai thầy trò đã thông qua cái vấn đề của nhau rồi. Không ai còn gọi là lăn tăn nữa. Cũng bằng nhau nữa đúng không? Đấy, nhưng mà lúc này thì ông PSG ông ấy lại xuất hiện. Và ông ấy mua Sancho. Ông này vừa mất Mbappé. Mà là mất Mbappé đang kiểu chủ nhận tự do đấy, càng bực nhiên. Rất bực, mà bây giờ là MU, thực ra mà MU bảo MU có cần tiền không thì MU cũng cần tiền nhá. Để đúng rồi, cần tiền. Anh. Đang cải tổ bây lại đội hình. Rõ ràng nếu mà nhìn vào đội hình thì em thấy rằng Sancho là cầu thủ được giá nhất. Chính xác. Thấy phong độ Sancho cao nhất, ngồi trước mùa vào Champions League chung kết không? Đấy, vào chung kết Champions League, Antony anh bán làm sao được, bây giờ cho mượn. Đúng rồi. Còn những cầu thủ Varane thì cũng đi rồi. Van de Beek thôi, không hy vọng. Matian đã đi, Kua đi rồi. Thế bây giờ nếu như nói về cầu thủ bán được giá nhất thì có lẽ là Sancho thôi. Còn những trường hợp khác thì họ không đi mà bán, ví dụ như là Martinez chắc chắn họ không đi. Scott McTominay thì cũng không thể nào giá bằng Sancho vào thời điểm này được. Đúng rồi, chắc chắn. Thì trông thế thôi, Rashford vẫn sẽ là một người mà được quy hoạch để ở lại sau này làm đội trưởng. Thế thì đúng Sancho rồi. Được giá. Nhưng mà cái vấn đề là gì? Vấn đề là và nếu như bán Sancho thì ai đá? Đấy. Bây giờ chúng ta có thể là một phương án nào đấy của ông Ten Hag sẽ đem về một cầu thủ khác thay thế. Anh nghĩ là như vậy. Vâng. Chắc chắn là phải như vậy thôi, tại vì nếu như bán Sancho chắc chắn sẽ phải mang về một cầu thủ mới. Đấy, tức là nếu mà bán một cầu thủ một ông khác mà lại rủi ro. Anh em rủi ro. Đúng rồi. Lại như kiểu ông Anthony thì chết đúng không? Mua như Anthony dở hơi, mà bây giờ chúng ta thấy là gì? Man United thì cũng đang muốn mua một ông nữa của Paris Saint-Germain, đó là Ugarte. Hay đấy. Khả năng lại cắt thêm nha. Vừa tiền vừa cắt thêm cầu thủ. Khả năng đổi người thì trước đó đã được nhắc đến, nhưng mà Man United có vẻ như không muốn đổi người. Tức là hai thương vụ này đang đàm phán độc lập. Thì khi mà như thế thì em hiểu là Man United không muốn bán Sancho. Đúng không? Bởi vì nếu thì anh nghĩ nó cũng hợp lý thôi, tại vì là Sancho là có một phong độ cao như thế ở Dortmund rồi. MU đang thiếu người thì chả tội gì bán đi một cầu thủ mà đã khẳng định được cái đẳng cấp của mình rồi. Mà thôi lại đi mua một con hàng rồi nó lại vớ vẩn thì nó cũng rất là rủi ro. Mà bây giờ mua một con hàng mua ai chứ? Bây giờ mua đúng ai? Rồi. Mà bây ai giờ muốn về MU trong thời điểm này nữa? Càng khó. Đá Champions League đâu?
Dani Olmo nói thế thôi chứ không về đâu anh em ạ. Mua làm sao được Dani Olmo tầm này? Đang đá ở Leipzig hay mà. Dani Olmo bây giờ nếu về em nghĩ rằng là về họ anh ta sẽ về Bayern Munich. Khả năng cao. Vừa đúng rồi. Mà cái việc anh ta có được chức vô địch Bundesliga nó cũng sạc. Cúp cao. Đúng rồi. Đấy, về đá cùng Kane, về cùng Musiala. Đấy, bây giờ nghĩ đến viễn cảnh đá bên cạnh mình Antony trên Højlund, nói chung là ok đấy nhưng mà chứ thì đã tụt mút đấy đúng không? Đấy, hơi tụt tí. Thế thì em nghĩ rằng là Dani Olmo khả năng cao sẽ về, nếu như lựa chọn anh ta sẽ về Bayern hoặc ở lại. Tại vì là cái môi trường bóng đá không phải là quen lạ, anh ở hợp lý. Vâng. Thì cái việc Sancho sang em bản thân em nhá, em nghĩ là không sang. Anh nghĩ có sang không? Anh cũng chưa khó nói đấy, tại vì biết đâu được Sancho lại sang PSG thì làm sao? Tại vì là nói thì trước đấy thì Sancho cũng đã có những cái mà bất đồng quan điểm với cả huấn luyện viên Ten Hag rồi. Đấy như là nếu như mà PSG mà đưa ra một lời đề nghị thì nó hợp lý và nó đủ gọi là hứng thú cho Sancho thì anh nghĩ Sancho vẫn đi đấy. Sang đấy thì chắc chắn là ngôi sao rồi, bởi vì là bây giờ không có Mbappe anh ta sang đấy gần như Sancho sang em nghĩ là sáng nhất. Có khi đúng rồi. Bây giờ đấy còn cánh kia là Dembele. Sancho. Đấy, thế thôi. Thì anh ta sẽ lại là chủ công thôi. Sáng nhất rồi. Làm gì còn ai sáng hơn. Thì có hợp lý mà sang cũng hợp lý rồi đúng không? Sang đây thì chắc chắn lương cao. Nói thẳng luôn. Đúng rồi, lương rất cao. Thưởng nhiều. Đấy. Đúng rồi. Nhưng mà cái môi trường Ligue 1 thì Sancho em nghĩ rằng là cũng nguy hiểm đấy. Bởi vì bên môi trường đấy cũng là môi trường chém đinh chặt sắt. Đúng rồi, thể lực rất nhiều. Không đơn giản tí nào đâu. Em thì em nghĩ là không sang mà em ủng hộ cái quan điểm là giữ lại. Ok. Mày có tài thật. Em lại mong sang cái gì thôi. Nhưng mà bây giờ em hỏi anh nhá, anh Arsenal đúng không? Nếu như để đổi một cầu thủ của Arsenal lấy Sancho anh đổi cầu thủ nào? Nếu mà đổi à? Đổi. Anh sẽ không đổi. Anh sẽ không đổi. Ê à. Cánh trái em sẽ không đổi đâu. Cánh trái Arsenal không đổi thì nào đâu. Chắc chắn là không đổi. Rosat. Nếu mà có thì Arsenal bây giờ chỉ mua thêm thôi chứ không đổi. Có mua Sancho không anh? 70 triệu. Nếu mà mua thì mua luôn. Phong độ cao đấy thì nên mua. Đúng không? Thực ra về Arsenal với cả Sancho với cả Saka hai bên là hay đấy nhá. Đúng rồi, rất hay. Ở dưới Odegaard thêm một ông cắm nữa. Kiểu như ông cắm. Có skin. Đấy. Đấy hoặc không thì nói thật nếu mà đổi có khi đổi Nketia cũng hợp lý. Nketia thì MU bây giờ nói chung là về cũng không dùng được. Nketia khả năng là sắp sang Marseille rồi. Rồi, khả năng đi thôi. Vâng đi. MU thì còn một cái trường hợp nữa mà thực sự là em nghĩ rằng là cổ động viên vẫn rất yêu mến nhưng mà anh ta cũng buộc phải đi rồi. Vinút. À Vinút. Sang Marseille rồi. Sang Ligue 1. Đã bán chưa hay là vẫn xong rồi? Xong rồi. Bán đứt. Và đúng cái rồi. Vấn đề là MU cài điều khoản là được ưu tiên mua lại. À anh thấy là Vinút khá là tiếc khi mà dính quả scandal đấy thôi chứ còn thực ra là những cầu thủ trẻ của MU thì Greenwood anh vẫn đề đá là hay nhất, sáng nhất. Ngon đấy anh ạ, đúng không? Đúng rồi, rất là triển vọng luôn. Mà nghỉ một mùa mà về Getafe đá vẫn ok. Đấy, mà đúng ở La Liga nhá, thì em nghĩ rằng là cái đấy nó đã chứng minh được là anh này có tài thật, có thực lực. Đúng rồi, chính xác. Đấy, và quá tiếc. Nhưng mà em nghĩ rằng khi mà MU đã cài cái điều khoản là gì? Sẽ được ưu tiên mua lại. Thì sau này biết mà đâu quan trọng là cái lúc giá mua lại ông ấy bao nhiêu mới chứ. Đâu đó là MU cũng sẽ được chích phần trăm khi mà bán Greenwood đi. Nếu như Marseille bán đi thì MU được chích phần trăm thì em hiểu là cái đấy mà áp dụng cho MU thì là họ cũng sẽ được giảm giá. Kiểu mua được. Kiểu kiểu đấy. Hợp lý. Cũng như kiểu em bán cho cái điện thoại, em cài vào điều khoản và nếu như anh bán cho người khác ấy, em được hưởng 30%. Đấy, và em được ưu tiên mua lại cơ. Em được ưu tiên mua lại. Đấy thì sau này em mua chắc chắn sẽ rẻ đúng không? Đúng rồi, chuẩn. Đại khái em hiểu nó gọi là nôm na là như thế. Thì nếu như sau này Greenwood mà về Man United thì có nghĩa em nghĩ là lúc đấy nó dịu hơn rồi, tình hình nó dịu hơn rồi. Nhưng này về vẫn bị phản đối. Chính xác, tại vì nó cái tội đấy mà ở nước ngoài thì họ khá là căng thẳng, đúng rồi. Căng lắm. Đây là còn được là mà cái người mà tố cáo Greenwood bây giờ là vợ rồi. Đấy. Đúng rồi. Ở với nhau và có con rồi mà người ta vẫn còn rất là kỳ thị nhá. Rồi, rất là kỳ thị và căng thẳng. Rất là phản đối cái việc đấy. Nhưng mọi người phải cẩn thận. Quá tiếc cho Vinh Vũ luôn, tài năng sáng giá luôn. Đúng rồi. Sáng giá luôn. Rồi, một cầu thủ nữa của Man United trước khi anh em mình chuyển sang thương vụ khác. Đấy là David De Gea. Tầm này vẫn thất nghiệp. Vẫn thất nghiệp à? Vẫn thất nghiệp. Có vẻ ông này đang chán bóng đá sao nhỉ? Thực ra bây giờ đang muốn yêu trở lại, đang muốn yêu lại từ đầu của khắc nghiệt. Nhưng mà cái vấn đề là
anh ấy mới đây có một cái bài báo tiết lộ rằng là De Gea nói rằng là anh rất không hài lòng về cái việc là Ten Hag và cái giám đốc bóng đá cũ ấy, là ông John Mathers bây giờ bị sa thải rồi, là những người mà đẩy De Gea đi. Cái mùa mà De Gea giành danh hiệu găng tay vàng ấy, của ngoại hạng Anh ấy, sau mùa đấy phát là họ không gia hạn cho De Gea luôn. Cái thông tin nói rằng là đầu tiên họ đã đề nghị gia hạn nhưng mà giảm lương đấy, nhưng sau đó thì Man United lại rút lại cái đề nghị đấy, thế mới cáu. Không thèm gia hạn luôn đúng không? Đúng rồi, tức là anh tưởng tượng bây giờ anh thấy là De Gea là một trong những thủ môn mà hay nhất sau thời Van der Sar, hay là đâu trước đấy là ai nhỉ, trước De Gea là ai nhỉ? Van der Sar đấy, đúng không? Van der Sar đúng không? thì anh thấy là De Gea là hay nhất sau thời luôn đấy. Van der Sar đúng rồi, 12 năm. De Gea là những cầu thủ của những cái khoảnh khắc thực sự xuất thần, mà những khoảnh khắc đấy là kiểu như thuộc về ngôi sao ấy. Mặc dù có những lúc thì anh vẫn có những cái pha bóng nó gọi là bị lỗi, nó khá là buồn cười, nhưng mà anh vẫn thích De Gea tại vì xem nó rất cảm xúc. Nhưng mà người ta cũng nói rằng là David De Gea thì chơi chân không tốt. Đúng rồi, chơi chân không tốt, nhưng mà chúng ta phải là cái mà nó đi lại thì thủ môn thì chơi tay vẫn là chính mà, đúng không? Nhưng mà cái meta bây giờ ấy thì là đúng rồi, là phải chơi được chân, yêu cầu là phải chơi được chân, và người ta cho rằng là những tình huống giải nguy của De Gea thì cũng rất là ok, nhưng mà bên cạnh đấy thì anh cũng đã có những sai lầm. Đấy, những sai lầm. Và rồi, những sai lầm đấy thì rõ ràng chúng ta thấy được rồi. Đấy, sai lầm đấy lại sai lầm nó lại đến từ việc là anh chơi chân kém. Bóng truyền về anh phá không tốt, anh có những pha xử lý nó lóng ngóng thì dẫn đến việc đối thủ ghi bàn. Và cái điều đấy nó lại là khiến cho Ten Hag cũng không hài lòng. Và cuối cùng là Ten Hag và giám đốc bóng đá cũ của Man United là đã hội ý và quyết định là đẩy De Gea đi và mua Andre Onana về. Và cái thời điểm đầu anh nhớ khi mà Onana mà gặp nhiều sai lầm ấy, người ta đã có cái lạt nóng là gì, là De Gea bách, có nghĩa là kêu gọi ông này quay trở lại đấy. Nhưng De Gea bây giờ cũng đã phát biểu rồi, còn Ten Hag ở đấy không về, nhưng sẵn sàng về đã là khó thì đẩy đi. Nhưng mà bây giờ là Ten Hag vừa được gia hạn rồi, đúng rồi, thì khó, quá khó luôn, rất là khó, đúng rồi. Không sao, có chuyện bây giờ người ta đuổi Ten Hag được, ông ta vẫn đang làm để đưa, đúng rồi. Nhưng mà thủ môn thì nếu mà bây giờ để nó là để mua được một thủ môn mới thì nó anh nghĩ khá là dễ, không quá khó. Còn bảo tiên đuổi huấn luyện viên đi để mang cầu thủ cũ về thì nó khá là buồn cười, kiểu nó rất là thiếu tôn trọng ở huấn luyện viên ấy, kiểu vậy. Khi đã đặt niềm tin rồi, mới cả bây giờ là lãnh đạo mới rồi chứ không phải là đúng rồi, người lãnh đạo thời đó David De Gea nữa. Đúng cái tiêu chí bây giờ họ lựa chọn khác, em nghĩ rằng David De Gea vẫn là huyền thoại rồi, vẫn là huyền thoại của Manchester United, nhưng mà đúng để quay trở lại thì khó. Bây giờ họ cũng cần phải có sự đổi mới. Đấy là trường hợp của David De Gea. Và cái thương vụ cuối cùng em nghĩ hot nhất thời điểm này, đó là Nico Williams. Cái tên mà sau Euro thì phải nói rằng hot với cả sau Yaman, đúng không? Sau Yaman thì đây là cái tên hot thứ hai, đúng không? Lượng của Tây Ban Nha ghi bàn trong trận chung kết, ghi bàn trong trận chung kết và có một mùa Euro rất là cháy. Anh đúng rồi, đá quá hay luôn. Đấy, đá Bilbao, một cái đội bóng mà không phải là Barca, Real, Atletico nha anh em nhé. Đúng rồi, nhưng mà đóng góp quan trọng và có sự tiến bộ rất là nhanh. Thì bản thân anh Phát thấy anh này về Barca ok không? Nếu mà về Barca thì anh thật là quá tuyệt vời nghĩa. Đã cặp cả Lamine Yamal thì còn gì bằng. Hai ông này thì bạn thân rồi. Nghĩa là cái sự hiểu nhau của hai ông này thì như kiểu anh cảm giác như kiểu hồi xưa là Suarez cả Messi kiểu như vậy. Nghĩa là đã rất là thân nhau, nhưng mà hai ông này còn cùng đội tuyển chứ. Cùng Tây Ban Nha luôn. Nó còn có cái nữa là chung ngôn ngữ này, rồi lớn lên cùng nhau từ hồi bé, rồi tập luyện cùng nhau, nói chung là quá hiểu nhau, kiểu như hiểu là cái đưa hoặc ánh mắt mình có khi chẳng cần nhìn nhau cũng hiểu nhau là ông ấy chắc yêu rồi, và ông ấy truyền hay sút cho mình đấy. Thì anh nghĩ cái nếu mà Nico về đấy thì là một lựa chọn quá tuyệt vời, và cái sức mạnh của Barca năm nay sẽ được tăng lên rất là nhiều. Nhưng mà anh nghĩ là khả năng Nico về Arsenal là cao hơn đấy. Bên anh gửi lời đề nghị chưa? Anh thấy như có thôi sao ấy. Bên chỗ Barca là hôm nay cũng xác nhận là đã đạt thỏa thuận với cả người đại diện, tức là về thỏa thuận cá nhân rồi. Cá nhân rồi đúng không? Là Nico và nó cũng rất gần rồi. Đấy. Bởi vì là ông này thì có điều khoản giải phóng hợp đồng. 70 củ. Nếu mà trồng tiền thì đấy, và thuyết phục được Bilbao thì Barca sẽ có thôi. Mà em thấy anh thấy với mức giá 70 củ mà mua được cầu thủ như Nico thì là rẻ. Vì là thực lực đã chứng minh được rồi. Và nói thế thôi, nhìn Anthony 100 củ thì bây giờ sang Nico 70 củ thấy có rẻ không? Quá rẻ. Quá rẻ. Đúng không? Thậm chí còn trẻ nữa. 100 củ luôn.
Đúng thật. Chẳng qua là Barca bây giờ không có tiền. Nói thật bây giờ Arsenal muốn thắng Barca thì em nghĩ rằng phải trồng tiền nhiều hơn. Đúng rồi. Thực ra là nhiều người định giá anh này là phải 90 củ đấy. Phải đúng rồi, anh nghĩ cái mức giá đấy nó cũng là hợp lý. Tại vì với phong độ đá hay như vậy, với cả cái tuổi quá trẻ mới có 22 đúng không? Thì nói chung tương lai còn rất là dài. Anh thấy nếu mà 90 củ vẫn mua thì tặng thêm 10 củ nữa cho cháu. Không phải 22 đâu, anh đợi tí để em search. Ông này trẻ hơn đấy, em nhớ là trẻ hơn đây là Nico Williams. Bây giờ là đúng 22 tuổi thật. Đấy, trời ơi ông ấy. Tưởng 20 nhớ nhầm, nhưng mà 22 vẫn trẻ. Quá trẻ. Công hiến phải tầm 8 đến 10 năm. Đúng rồi, chính xác. Mà coi như phong độ đỉnh cao nhất là cho đến năm 28, 29 tuổi đi. Đấy, 7 năm là cả thanh xuân. Cái ngưỡng cao nhất của ông này sẽ được ở Barca. Mà chúng ta nhìn nhé, Barca bây giờ sẽ có rất nhiều cái nét giống như Tây Ban Nha và có thể chiến thắng xưa đấy. Đúng rồi. Nghe nòng cốt là những cầu thủ của Tây Ban Nha. Vâng, bên kia là Lamine Yamal, bên này Nico Williams ở trên nhá. Lewan vẫn chơi 1-2 mùa. Đúng rồi. Pedri. Lewan thì vai trò giống Morata rồi. Đấy. Đúng rồi. Ở dưới thì chúng ta có Pedri, có Gavi, có Frankie De Jong. Đấy, nói chung là nòng cốt là anh thấy rất giống thời Barca đỉnh cao là Iniesta các thứ ấy. Xavi là đều là nòng cốt của Tây Ban Nha, thì đá nó sẽ rất là ngon. Thì đấy là cái câu chuyện mà khi mà anh ta về ấy, thì siêu kinh điển và đáng xem này. Đúng không? Đúng rồi. Mbappe, Vinicius cái thứ đối đầu, ui dồi ôi. Đấy. Nó lại là quá căng luôn. Lại là tại vì thực sự là nhá. Ví dụ như mùa trước ấy, là siêu kinh điển anh không xem một trận nào. Tại vì tự nhiên mình mất đi Messi và mất đi Ronaldo, tự nhiên mình cảm thấy mình không còn hứng thú nữa. Mà bên Real thì vẫn khá là mạnh, còn bên Barca thì mùa trước thực sự là mình cảm thấy là bị yếu đi khá là nhiều. Đấy. Đúng rồi. Thì năm nay đúng là đối trọng này. Chúng ta sẽ lại nhóm Tây Ban Nha ở nhóm gọi là đại diện đội tuyển Tây Ban Nha ở Barca nhá. Lamine Yamal, Pedri, Gavi rồi Nico. Bên kia thì có một nhóm đại diện Pháp này. Mbappe, Camavinga, Tchouameni, Flamini. Đấy có nghĩa là nếu mà nhìn sâu chúng ta lại thấy rằng Tây Ban Nha lại chén Pháp. Đấy kiểu thế. Trong lòng của hai câu lạc bộ. Cũng rất là hay luôn. Đấy đúng thì rồi. Em nghĩ rằng Nico về thì thực sự là siêu kinh điển hay. Siêu kinh điển quá hay. Hay quá. Và đã lâu rồi. Đã lâu rồi khi mà Ronaldo Messi rời đi, chúng ta mới lại có hào hứng. Hào hứng. Đúng rồi, chuẩn luôn. Theo cuộc đua nghĩa là ngay mùa giải kể cả Nico chưa về thì anh em mình cũng thấy hào hứng hơn là có quả Mbappe cả Yamal đúng không? Tuy nhiên mình thấy nó hứng hơn rất là nhiều rồi. Đúng rồi. Đấy. Và bây giờ mà còn nếu mà bảo là Mbappe anh thật, nếu mà bảo Mbappe về Real mà chỉ có không có Yamal bên kia thì mình cũng thấy nó bình thường quá, kiểu tự nhiên Real lại một chưa căng, mình một ngựa đấy, một mình một ngựa cứ thế mà phóng thôi, kiểu thế. Wow. Bây giờ thì quả này có quả này căng. Và nhưng mà cái vấn đề người ta đặt ra là Barca bây giờ làm gì có tiền. Barca đang nợ cả tỷ euro, vậy thì đúng rồi. Tiền đâu, theo anh thì Barca phải mua Nico như nào? Nếu mà anh nghĩ là nhiều khả năng ví dụ như trả góp chẳng hạn. Đấy, chả góp. Cách Arsenal cũng mua Rice hay là một vài cầu thủ chả góp dần dần mà. Tức không phải đúng trả theo giai đoạn đúng không anh? Đúng rồi. Đấy. Anh nghĩ là cái đấy là cái phương án khả thi nhất để có thể Barca mua Nico thời điểm này. Còn nếu mà không được thì thôi Arsenal múc Nico. Nhưng mà vấn đề đấy anh thấy rằng Barca tức là có cái câu chuyện những ngày vừa qua là gì? Fan Barca còn donate trên TikTok đúng không ạ? Đúng rồi, họ bảo là mua Nico đi, đúng rồi, chuẩn. Mua đi, tức là cái thông điệp là donate để mua Nico Williams. Ê, mình dã man như này. Mỗi ông cứ khoảng 10-20 euro là cũng khá rồi đấy. Mà thế thì Arsenal không chơi kiểu đấy anh nhỉ? Anh nghĩ hơi chưa nhanh ở mảng truyền thông về vụ donate, đúng không? Đúng. Chứ em thấy fan Arsenal cũng rất đông luôn, đấy, rất đông. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Mỗi người gọi là 10 oi đấy, 20 oi đấy. 10 euro đúng rồi. Thế là ok đúng không? Đấy, nhưng mà anh thì anh suy nghĩ nào? Bây giờ anh dự đoán theo kiểu lý trí đi. Em này em đoán Nico sẽ về Barca đấy. Lý trí thì anh nghĩ Nico khả năng cao sẽ về Barca, tại vì là ngay cái tâm lý của mình thôi, khi mà nghĩ đến cảnh là mình được chơi chung với thằng bạn thân mình, đá chung thằng bạn thân mình cũng thấy thích hơn chứ. Đầu tiên mình sang Anh là một cái môi trường bóng đá nó hoàn toàn khác. Đấy mà gặp thì chả ai đồng đội của mình cả. Đương nhiên là nó cũng sẽ có những cái hào hứng khác, nhưng mà đương nhiên là khi mà mình được nghe tin là ôi mùa tới này đã cùng thằng bạn thân hồi bé này, đương nhiên là mình sẽ chọn Barca rồi. Đúng không? Xong này còn đụng Real đá siêu kinh điển nữa. Đúng rồi. Cái đấy cái sẽ hấp dẫn hơn. Đấy thì rất nhiều người nha mọi người nhá, khi mà mình đến Tây Ban Nha mình đã đến rồi, và cái việc mà cảm giác một cầu thủ ấy được đá trận siêu kinh điển ấy, nó là một cái gì đó nó rồi, vinh dự lớn rất là vinh dự. Đúng rồi. Vinh dự luôn mọi người ạ, một trận đấu mà toàn cầu xem.
anh em phải tưởng tượng toàn thế giới xem. Phát trên đâu đó khoảng tầm gần 200 kênh truyền hình bản quyền trên toàn thế giới. Rồi cả tất cả mọi người ta tập trung vào đấy. Nó là một trận cầu lớn thực sự. Nó là trận cầu không chỉ là trận cầu để lấy điểm, tính điểm 3 điểm, mà nó là trận cầu của danh dự. Đúng rồi, danh dự. Đấy. Chuẩn luôn. Nên là nếu như Nico về thực sự là siêu quy điển hay. Quá hay. Đúng rồi. Và cái cân hơn, cảm ơn ấy, mang bao tải tiền đến cả Barca và Real ấy, là cái ông chủ tịch La Liga là phải mang đến. Gọi là view nó phải nhận thầy. Đúng anh. Nên nó là một cuộc đua giống như kiểu hồi xưa Ronaldo, Messi. Anh nghĩ nó sẽ rất là ngon. Mà bây giờ là có nhiều Ronaldo và có nhiều Messi nhá. Đúng rồi, chuẩn. Barca thì có Nico và Lamine Yamal này, là fan của bên này thì Mbappe với cả Rodrigo. Mbappe, Rodrigo, Vini đều fan Ronaldo. Thì có nghĩa là gì? Là cái cặp đấu của những fan Ronaldo, fan Messi mà bây giờ họ đang là những trụ cột của Barca và Real. Chuẩn luôn. Nghĩ thế thôi nó đã là hết nước chấm rồi hả? Chuẩn luôn. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi thêm, bởi vì cái thương vụ của Nico thì bây giờ hiện tại mới chỉ là về mặt cá nhân thôi. Tin đồn thôi đúng không? Vẫn đang ở trên phương diện là tin đồn. Chỉ là làm việc về mặt cá nhân, chưa phải là hai đội thống nhất được với nhau. Chưa hiểu gì đâu. Đấy, chúng ta hiểu là rồi, chưa hiểu gì đâu. Đấy, chúng tôi sẽ chờ đợi thêm những cái thương vụ khác, kể cả Modric thì cũng làm sao là we go được, đúng không? Chờ đợi anh em nhá, và cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi talk show ngày hôm nay của Từ Văn Hóa, và hẹn gặp anh em cũng như anh Phát Freestyle ở những cái video tiếp theo, khi mà sẽ có những sự chuyển biến trong thời gian tới về những thương vụ trên thị trường chuyển nhượng.